Xin chào các anh chị đã đến với video giới thiệu sản phẩm của tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ. Thì hôm nay bên em vừa mới hoàn thành một tác phẩm Mẹ Quan Âm được chế tác trên chất gỗ lũa Ngọc Am, Hà Giang. Vẫn còn mới toanh luôn nha anh chị nha. Và rất là náo nức là làm cái video này để giới thiệu với các anh chị tác phẩm này ạ. Vâng, trước mắt các anh chị đây là một tác phẩm Mẹ Quan Âm được chế tác trên chất gỗ lũa Ngọc Am và đăng này nha các anh chị nha. Và tác phẩm này còn rất là nhiều dầu, rất là thơm luôn ạ. Rồi. Mẹ Quan Âm, hình ảnh Mẹ Quan Âm thì thường đi với bình cam lộ nha anh chị nha, cứu độ chúng sinh. Và như các anh chị đã biết rồi thì Mẹ Quan Âm là một hình ảnh rất là đẹp rồi, cho đức tính từ bi, đức độ và điềm lành ạ. Cho nên là ngoài cái việc mà mình sở hữu những cái tác phẩm này về để thờ phụng thì đây còn được xem là một cái món quà rất là ý nghĩa để dành tặng cho người thân và bạn bè của mình. Vì việc thờ cúng mẹ thì đã rất là linh thiêng rồi, rất là tốt rồi. Mà khi mình đã làm quà tặng để tặng cho người thân và bạn bè thì còn gì tốt đẹp hơn ạ? Mang lại sự bình yên cho người thân và bạn bè của mình. Vâng, và hình ảnh Mẹ Quan Âm thì mang ý nghĩa phong thủy rất là may mắn và tốt lành luôn ạ. Và trưng bày Mẹ Quan Âm ở trong nhà đúng cách thì sẽ có tác dụng là hóa giải nạn tai và mang đến sự bình yên cho gia chủ của mình ạ. Vâng, mang lại rất là nhiều niềm vui cho gia đạo và giúp các thành viên trong gia đình của mình sẽ gặp rất là nhiều may mắn trên con đường công danh và sự nghiệp nha anh chị nhé. Và quan trọng nhất là vẫn là cái thần thái của mẹ, người nghệ nhân đục rất là truyền thần luôn, cùng với cái tà áo và cái chất gỗ vân gỗ xin xít nhau. Vâng, hình ảnh đi với Mẹ Quan Âm không thể thiếu được đó chính là những cái đài hoa sen nha các anh chị nhé. Những cái sóng nước, những cái bông hoa, chiếc lá sen, cái nụ hoa sen, búp sen rất là đẹp luôn, tạo nên một cái khung cảnh rất là hoàn mỹ anh chị nhá, rất là linh thiêng huyền bí luôn anh chị ạ. Và sau đây thì em sẽ quay cái mặt đằng sau cho các anh chị được quan sát đây. Vâng, thế lũa Ngọc Am rất là đẹp, tỏa mùi hương thơm tuyệt vời luôn. Vâng, bên em đã quạt rất là sạch sẽ rồi anh chị ạ. Vâng, em xin được cái báo cái kích thước của tác phẩm này cho các anh chị nhé. Với chiều cao là 88cm, ngang 45 và chiều sâu là 19cm. Em sẽ quay rất là nhiều cái góc độ để cho các anh chị có thể hình dung được là cái độ cân bông của cái tác phẩm này. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ nhắn thôi, như cái ngón tay của mẹ, những cái vòi, những cái dòng nước từ cái bình cam lộ của mẹ chảy ra cũng được đục rất là cân bông, rất là kỹ lưỡng rồi. Ở phía trên thì có một cái bông hoa rất là đẹp ạ. Vâng, mẹ đang đứng trên một cái lá sen rất là lớn nha anh chị nha. Hình ảnh của mẹ quá là tuyệt vời, quá là đẹp rồi ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Khi mà nhìn qua cái camera này thì các anh chị cũng không thể nào mà hình dung ra được cái vẻ đẹp của tác phẩm này nha anh chị nhé. Đây, các anh chị có thể nhìn thấy được đây, khi em đưa cái ngón tay của mình vào thì có thấy được là cái độ sắc nét tỉ mỉ của tính từng cái những cái ngón tay nha anh chị nhá. Và đây, bông hoa và lá sen này ạ. Đằng sau Mẹ Quan Âm đang đứng tọa đây thì là có một cái chiếc lá sen khổng lồ nha anh chị nhá. Vâng, mẹ đứng tọa trên những cái lá sen, những cái đài sen đây để cứu độ chúng sinh đây ạ. Vâng, rất là đẹp. Vâng, đi đâu cũng vậy ạ. Đi đâu cũng thế. Khi chúng ta trở về căn nhà của mình và được ngắm nhìn mẹ thì tất cả những cái mệt mỏi trong người của mình có thể tan biến hết, vì cái khuôn mặt của mẹ rất là hiền lành và từ bi luôn ạ. Nên là sẽ làm cho tâm hồn của mình trở nên thanh tịnh hơn và hướng nhiều điều thiện hơn ạ. Vâng, tác phẩm này còn nhắc nhở cho con cái lại duy trì đạo làm con thật là tốt ạ. Vâng, rất là nhiều những cái tác dụng ý nghĩa phong thủy rất là tốt cho tác phẩm này. Vâng, và mọi chi tiết về tác phẩm này thì xin các anh chị hãy liên hệ ngay cho tượng gỗ Nguyễn Hồng nhé. Số điện thoại 0987336318 ạ. Vâng, và em xin được báo giá cho các anh chị tác phẩm này có giá là 4,8 triệu nha anh chị nhé. 4,8 triệu cho tác phẩm Mẹ Quan Âm được chế tác trên chất gỗ lũa Ngọc Am thơm.